Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, con có một câu hỏi như sau ạ. Lão cư sĩ thường nhắc nhở chúng con, một ca hộ niệm thành công phải có đủ 3 yếu tố: người bệnh 90%, gia đình 9% và ban hộ niệm 1%. Vậy mỗi Phật tử chúng con ngoài việc nỗ lực tu hành thì cần phải chuẩn bị những gì để khi lâm chung có được sự trợ giúp của ban hộ niệm và gia đình? Nếu con cái không tin Phật Pháp thì cá nhân con phải làm gì để thuyết phục con cháu hỗ trợ mời ban hộ niệm cho con ạ? Con đã già rồi nhưng vẫn còn khỏe, chưa có bệnh gì thì có cần mời ban hộ niệm sớm không? Hay để lúc đổ bệnh nặng rồi mới mời ban hộ niệm? Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải cho con hiểu ạ. Con thành kính tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi Diệu Âm nói 90% là trách nhiệm của người bệnh, tức là của bác đấy. Bác đừng thấy có ban hộ niệm đứng nằm đó chờ vãng sanh nghe bác. Mọi sự ý y đều mang mầm mống thất bại. Mầm mống thất bại thì nở lên cái cây thất bại, không bao giờ nở cái cây thành công được. Tất cả mọi người đều phải tự chịu trách nhiệm của mình. Và Phật gọi là nhất thiết duy tâm tạo, từ cái tâm mình quyết định đấy. Nếu mình ý lại mình nằm đó thì mình không chịu trách nhiệm với mình, tâm mình còn lơ đãng thì làm sao vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Gia đình 9%, tức là gia đình thường ảnh hưởng đến con đường tu hành vãng sanh của mình nặng nề lắm. Vì sao? Vì khi mình bệnh hoặc mình già rồi mới có vài người hộ niệm tới với mình, chứ suốt cả cuộc đời mình ở với gia đình, ở với cha mẹ, ở với anh em, ở với con cái, nhất định con cái ảnh hưởng tới con đường vãng sanh của mình nhiều lắm. Vậy thì bây giờ mình làm sao? Xin thưa, ở đây giảm nói ban hộ niệm chỉ có 1% mà thôi, để đề cao cái tinh thần trách nhiệm, cái ý chí tu hành của chính mỗi người chúng ta, đừng bao giờ lơ là. Chứ Diệu Âm không nói là như vậy thì ban hộ có 1% yếu qua mình không còn. Không phải đâu chứ vậy. Ở tại Việt Nam 90 triệu người dân, đông không chứ vậy? Đông vô cùng. Ai là người làm chủ? Nhất định chỉ có một người thôi, đúng không chứ vậy? Là người vị chủ tịch nước. Nhất định. Ở bên Mỹ 400 triệu người, một ông tổng thống ra lệnh cái, ông tổng thống ra lệnh cái làm nghiêng ngửa tất cả mọi người. Cho nên 1% của ban hộ niệm hướng dẫn vô cùng quan trọng. Đừng nên thấy vậy mà sợ. Bây giờ từng bước chúng ta nói phải chuẩn bị gì đây để mà hộ niệm? Nếu con cái không tin thì làm sao? Chư vậy ơi, đây là cái điều vô cùng thực tế. Vô cùng thực tế. Chứ vậy muốn giải quyết vấn đề này, không thể nào hỏi Diệu Âm được, mà phải hỏi chính mình. Mình có làm tờ di chúc chưa? Con cái của mình nó không nghe thì mình nói: con ơi, con nghe lời ba, nghe lời má đi. Bằng đầu nói nhiều, nói thầm, nói thì, nói lần lần đi. Nếu con cái mà chuyển được thì mình tiếp tục theo phương pháp đó, rỉ tai lần lần đi để con cái thông cảm mà chấp nhận hộ niệm cho mình. Nếu nản quá thì mình phải dứt lời văn xuống: con ơi, mẹ tha thiết cúi đầu nhỏ lễ mà khuyên con hãy cố gắng hộ niệm cho mẹ, giúp cho mẹ vãng sanh đi. Mẹ không đòi hỏi tiền bạc gì, con mẹ nghèo quá, tiền bạc đâu có. Mẹ thương con vô cùng, nhưng nếu mà con sơ ý bắt mẹ phải rơi vào trong cảnh
khổ đau, làm sao mẹ có thể nuôi nấng chiều chuộng quan hoài con trong những ngày tháng tương lai. Con ơi hãy giúp mẹ đi, đi làm Phật. Mẹ thấy nhiều người vãng sanh lắm rồi, mẹ con muốn như vậy. Con không tin bây giờ mẹ, vì một cái tình thương của mẹ đối với con nhiều khi chưa đủ. Bây giờ con hãy cố gắng tha dùm chữ hiếu cho mẹ đi, không còn gì cả. Các con đừng chống đối nhé, mình nói bất cứ lời gì khuyên đi, để cho các con nguôi lòng sự chống đối. Chứ gia đình thực sự, chư vị ơi, gia đình nào cũng có người chống bác, gia đình nào cũng có sự địch chuyên, chứ không phải một mình chư vị đâu. Cũng phải cẩn thận, đừng nên sơ suất, nhất định đừng sơ suất nhé chư vị. Như vậy thì phải làm gì đấy? Bây giờ bệnh chưa có, còn khỏe, nhưng mà mình muốn niệm Phật, mình phải kết nhóm với nhau, phải không? Bây giờ kết nhóm mà con cái không tin thì làm sao đấy? Cũng phải năn nỉ con cái, cũng phải nhắc nhở với con cái, rồi mình tìm cách gộp lại 5 người, 10 người tụ chung với nhau, nhắc nhở với nhau. Nếu không hiểu hộ niệm thì mời chư vị lên đường Zoom với thầy Hạnh Phú, lên đường Zoom với bác Phúc Trí, lên đường Zoom với bác Minh Thành, lên đường Zoom thế giới hộ niệm này, nghe lần lần đi. Rồi lâu lâu mình cố gắng mình khuyên con cái mình nghe đi, lên đi, nghe nghe, nhiều khi ngộ ra có thể nó giúp cho mình, nó giúp cho mình. Tất cả đều do chính mình chuẩn bị hết, gọi là 90% là như vậy. Nếu mình cứ lơ là, mình làm thinh đi, làm thinh con cái của mình, nó đâu có biết sau cùng nó gây trở ngại cho mình đã như vậy. Thì như vậy làm gì? Đơn giản dễ dàng là cố gắng khuyên bảo nhau, rồi kết nhóm với nhau, rồi tìm bạn hộ niệm đến để mình tu chung với nhau. Tu chung với nhau, nhắc nhở nhau chính là hộ niệm. Như vậy hộ niệm là pháp tu, chứ không phải đợi khi chết rồi, đợi khi sắp ngáp ngáp rồi mới kêu ban hộ niệm tới. Ban hộ niệm đâu có quyền lực gì mà có thể cải đổi được chư vị. 90% chính là chư vị tự cải đổi lấy, là như vậy đấy. Mong chư vị phải quyết lòng tìm cách hóa giải ách nặng của chính mình, để sau cùng được thuận buồm xuôi gió, vạn sanh nhé chư vị. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn khai thị.